Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 18. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi và là nơi náu ẩn cao của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Các dây sự chết đã vương vấn tôi, luộc gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây âm phủ đã vấn lấy tôi, lưới sự chết hãm bắt tôi. Trong cơn gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bây giờ, đất động và rung, nền các núi cũng lay chuyển và rúng động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hực phát ra từ miệng Ngài, làm cho than cháy đỏ. Ngài làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài có vùng đen kịt. Ngài cởi cherubim và bay, Ngài liệng trên cánh của gió. Ngài nhờ sự tối tăm làm nơi ẩn núp mình, dùng các vùng nước tối đen và mây mịt mịt của trời mà bủa chung quanh mình Ngài dường như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, ngang qua các mây mịt mịt của Ngài, có phát ra mưa đá và than hực lửa. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, đấng chí cao làm cho vang râng tiếng của Ngài. Có mưa đá và than hực lửa. Ngài bắn tên làm cho tán lạc quân thù nghịch tôi, phát chớp nhoáng nhiều khiến chúng nó lạc đường. Hỡi Đức Giê-hô-va, bởi lời hăm he của Ngài, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra và các nền thế gian bị bày tỏ. Từ trên cao, Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày gian truân, chúng nó xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi, vì Ngài ưa thích tôi. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi. Vì tôi đã giữ theo các đường lối Đức Giê-hô-va, chẳng có làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh Ngài đều ở trước mặt tôi, còn luật lệ Ngài tôi nào bỏ đâu. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài, giữ lấy mình khỏi ác. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng sụp mắt kẻ tự cao xuống. Chúa thắp ngọn đèn tôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn. Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoại Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và ban bằng đường tôi. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi đánh giặc, đến đổi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi, và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, chân tôi không xiêu tó.
tôi rượt đuổi kẻ thù nghịch tôi và theo kịp, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi đâm lũng chúng nó đến nỗi chúng nó không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức lực để chiến, khiến kẻ giấy nghịch cùng tôi xếp rẹp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, còn những kẻ ghét tôi đã diệt chúng nó rồi. Chúng nó kêu nhưng chẳng có ai cứu cho, chúng nó kêu cầu Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Bây giờ tôi đánh nát chúng nó ra nhỏ như bụi bị gió thổi đi, tôi ném chúng nó ra như bùn ngoài đường. Chúa đã cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự, lập tôi làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ hầu việc tôi. Vừa khi nghe nói về tôi, chúng nó sẽ phục tôi. Các người ngoại bang sẽ giả bộ vâng theo tôi. Các người ngoại bang sẽ tàn mạc, đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá tôi. Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao, tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi, khiến các dân suy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ giấy nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Phúc âm Giăng chương 1. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Này là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là đấng Christ. Họ lại hỏi: vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: không phải. Họ bèn nói: vậy thì ông là ai, hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến? Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời: ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng: nếu ông chẳng phải đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp têm? Giăng trả lời: về phần ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết.
ấy là đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đan, là nơi Giăng làm phép báp têm. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình ngài. Về phần ta vốn không biết ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngày mai Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua bèn nói rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa xây lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy nơi ngài ở và ở lại cùng ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: Chúng ta đã gặp đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: Ngươi là Simon con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Qua ngày sau, Đức Chúa Giê-xu muốn qua xứ Ga-li-lê tìm Phi-líp mà phán rằng: Hãy theo ta. Vả Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Andrê và Phi-e-rơ. Phi-líp gặp Na-tha-na-ên nói với người rằng: Chúng ta đã gặp đấng mà Mô-sê có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Na-sa-rét, con của Giô-sép. Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-sa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem. Đức Chúa Giê-xu thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình bèn phán về người rằng: Này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Chương 35. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau anh ngươi. Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn chúng ta hãy trỗi dậy đi đến Bê-tên. Nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai, rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bột gần thành Si-chem. Đoạn chúng khởi hành, Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ là thành Bê-tên, thuộc về xứ Ca-na-an. Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này En-Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Khi đó Deborah, mụ vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc dẻ bột, nhưng đó người ta gọi là cây Alon Bakuk. Khi ở xứ Pha-đăng Aram đến,
Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người và phán rằng: tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Israel. Rồi Ngài đặt tên người là Israel. Đức Chúa Trời lại phán rằng: ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy sinh sản và thêm nhiều. Một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sinh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Xứ ta đã cho Abraham và Isaac thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Ngươi dựng một cây trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào. Đoạn Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Ở từ Bê-tên đi, họ còn cách Ê-phrát chừng vài thôi đường thì Ra-chên sinh nở. Việc sinh nở của người thật đau đớn. Trong khi khó sinh, bà mụ nói rằng: đừng sợ chi, vì nàng còn một con trai nữa. Vả bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đang cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Benoni, còn cha nó lại đặt tên là Benjamin. Vậy Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phrát, tức là Bethlehem. Gia-cốp dựng một mộ bia, ấy là mộ bia của Ra-chên, đến ngày nay hãy còn di tích. Kế đó, Israel đi đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đê. Vả nhằm khi Israel ngủ tại xứ này, thì Ruben có đến nằm cùng Bila, vợ lẽ của cha mình. Israel hay được việc đó. Vả Gia-cốp có được 12 con trai. Con của Lea là Ruben, trưởng nam của Gia-cốp. Kế nữa là Simeon, Levi, Juda, Issachar và Sabulon. Con của Ra-chên là Joseph và Benjamin. Con của Bila đòi của Ra-chên là Dan và Nephtali. Và con của Sinba đòi của Lea là Gác và A-xe. Ấy đó là các con trai của Gia-cốp sinh tại xứ Pha-đan Aram. Gia-cốp đến cùng Isaac cha mình ở Mamre tại thành Kiriat Araba, tức là Hebron, nơi Abraham và Isaac đã kiều ngụ. Isaac hưởng thọ được 180 tuổi, người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ. Esau và Gia-cốp, hai con trai, chôn người. Chương 36. Đây là dòng dõi của Esau, tức là Edom vậy. Esau cưới các vợ trong bọn con gái xứ Canaan là Ada, con gái Elon người Hê-tít, Oholibama, con gái Anna, cháu ngoại của Sibeon người Hê-vít, cùng Bách-mát, con gái Ít-ma-ên và là em gái của Nê-ba-dốt. Ada sinh Elipha cho Esau, Bách-mát sanh Reuên, còn Oholibama sanh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Ấy đó là các con trai của Esau sinh tại xứ Canaan. Ê-sau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục súc và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Canaan dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp em mình. Vả vì cớ hai anh em của cải nhiều, bầy súc vật đông, xứ đang kiều ngụ không đủ đất dùng nữa, nên ở chung nhau chẳng được. Vậy Ê-sau, tức là Ê-đôm, ở trên núi Se-i-rơ. Đây là dòng dõi Ê-sau, tổ phụ dân Ê-đôm, ở trên núi Se-i-rơ. Đây là tên các con trai Ê-sau: Ada vợ người sinh Elipha, Bách-mát cũng vợ người sinh Reuên. Con trai của Elipha là Thema, Oma, Sepho, Gatham và Kena. Thimna vợ lẽ Elipha, con trai của Ê-sau, sinh Amalek cho người. Đó là cháu của Ada vợ Ê-sau. Còn đây là con trai của Reuên: Nahat, Seret, Shamma và Mitsa. Ấy là các cháu của Bách-mát, cũng vợ Ê-sau. Và mấy người này là con trai của Oholibama, vợ của Ê-sau, con gái Anna, cháu ngoại Sibeon. Nàng sinh cho Ê-sau Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Đây là các trưởng tộc trong vòng con cháu Ê-sau. Các con trai Elipha, con trưởng nam của Ê-sau, là trưởng tộc Thê-man, trưởng tộc Ô-ma, trưởng tộc Sê-phô, trưởng tộc Kê-na, trưởng tộc Cô-ra, trưởng tộc Ga-tham và trưởng tộc Amalek. Đó là các trưởng tộc do nơi Elipha sinh tại xứ Ê-đôm và là các cháu của Ada.
Đây là các con trai của Reuen con Esau: trưởng tộc Nahat, trưởng tộc Serach, trưởng tộc Shama và trưởng tộc Mitsa. Đó là các trưởng tộc do nơi Reuen sinh ra tại xứ Edom và là các cháu của Bách Mát. Đây là các con trai của Oholibama vợ Esau: trưởng tộc Jeúc, trưởng tộc Gia-lam và trưởng tộc Cora. Đó là mấy trưởng tộc do Oholibama vợ Esau, con gái của Anna sinh ra. Ấy là các con trai của Esau, tức là Edom, và đó là mấy trưởng tộc của họ. Đây là các con trai của Seir người Horit, thuở xưa ở tại xứ đó: Lothan, Soban, Sibeon, Anna, Dishon, Exe và Dishan. Đó là mấy con trai của Seir trưởng tộc dân Horit ở tại xứ Edom. Các con trai của Lothan là Hori và Heman, còn Thimna là em gái Lothan. Đây là các con trai của Soban: Anvan, Manahat, Eban, Shepho và Onam. Đây là các con trai của Sibeon, Aya và Anna. Ấy là Anna có tìm đặng suối nước sôi nơi đồng vắng, trong khi chăn lừa cho Sibeon cha nàng. Đây là con gái của Anna: Dishon và Oholibama con gái người. Đây là con trai của Dishon: Hemdan, Edban, Jitran và Keran. Đây là con trai của Exe: Binhan, Savan và Akan. Đây là con trai của Dishan: Ukser và Aran. Còn đây là các trưởng tộc dân Horit: trưởng tộc Lothan, trưởng tộc Soban, trưởng tộc Sibeon, trưởng tộc Anna, trưởng tộc Dishon, trưởng tộc Exe và trưởng tộc Dishan. Đó là các trưởng tộc của dân Horit ở tại xứ Seir. Trước khi dân Israel chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua trị vì xứ Edom: Bela, con trai Beo trị vì xứ Edom, tên thành người là Dinhaba. Vua Bela băng, Yobab, con trai Serach người Bokra lên kế vị. Vua Yobab băng, Husam, người xứ Theman lên kế vị. Vua Husam băng, Hadad, con trai Bedad lên kế vị. Ấy là vua này đánh thắng dân Madian tại đồng Moab và tên thành người là Avit. Vua Hadad băng, Samla, người Marika lên kế vị. Vua Samla băng, Saulơ, người Rehoboth ở trên mé sông lên kế vị. Vua Saulơ băng, Ba Anh Hanan, con trai Ạc-bồ lên kế vị. Vua Ba Anh Hanan băng, Hada lên kế vị, tên thành người là Ba-u, vợ người là Mehetabeen, con gái của Mác-rết, cháu ngoại Mê-sa-háp. Đây là các trưởng tộc do nơi Esau sinh ra, kể theo chi tộc, địa hạt và tên mình: trưởng tộc Thimna, trưởng tộc Anva, trưởng tộc Jehet, trưởng tộc Oholibama, trưởng tộc Ela, trưởng tộc Phinon, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Theman, trưởng tộc Mepsa, trưởng tộc Magdien và trưởng tộc Iram. Đó là các trưởng tộc của Edom tùy theo nhà ở trong xứ của họ. Tổ phụ của dân Edom là Esau. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại,
tiết độ đầy dẫy trên con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.